Hello, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Bảo Lộc TV. Tiếp tục cái series mà trồng rau trên nóc nhà để ăn cải thiện mùa Covid. Thì Bảo Lộc TV hôm nay chia sẻ với mọi người hai cái phương pháp trồng hành nó rất là hiệu quả và trồng hành rất là tốt. Thì ở đây mình có hai loại hành. Cái loại hành thứ nhất là như mọi người thấy là hành củ, tức là hành tím. Và cái loại hành thứ hai là loại hành lá, tức là hành trắng. Hai cái phương pháp trồng hành này nó khác nhau, chứ nó không giống nhau. Thì mình sẽ chia sẻ từng loại trước nhé. Thì đối với cái hành tím này thì mọi người đã có thấy mình có một cái video là trồng hành cho người lười, cũng là trong cái series này luôn, nhưng mà đó là cái phương pháp trồng hành cho người lười thôi. Thì cái phương pháp đó mọi người chỉ cần mua cái hành mà nó đã ra mầm rồi về cắm xuống là xong đấy. Thì cái đấy là trẻ con nó cũng làm được. Tuy nhiên thì với cái loại hành đó ấy, nó không bền đâu mọi người. Mọi người cắt đi một cái là lần sau nó lên rất là yếu đấy, và có thể bỏ luôn. Nhưng mà hôm nay mình chia sẻ cho mọi người cách cụ thể hơn, đó là cái củ hành tím như thế này. Mọi người mua thì lựa cái củ hành nó còn bóng, nó còn mới như thế này. Đấy. Sau đó thì mọi người về mọi người cắt bỏ cái đầu đuôi đi, cắt bỏ cái đầu đi một tí, cắt bỏ cái chân đi một tí. Thì mọi người cắt hai cái đầu đi nha mình. Thì hồi nãy mình có cắt mà vừa cắt vào tay luôn này mọi người, cắt đứt cả tay này, chảy máu này. Đấy, mọi người sẽ cắt cái đầu đi. Đó. Và cắt luôn cái chân này, cái rễ này đi này. Để cho nó ra rễ mới nhá. Đó. Cắt nhẹ thế này thôi. Rồi. Đó là cái hành tím. Và cứ như vậy thôi là mình có thể mang mình trồng được. Còn đối với cái hành lá thì không phải như vậy nhá. Cái hành lá thì mọi người mua hành về, mọi người ăn lá đi. Rồi cắt tầm khoảng một lóng tay như thế này. Sau đó thì mọi người cắt bỏ cái rễ đi. Chúng cắt bỏ cái rễ đi này. Đó. Rồi mọi người lột sạch cho mình cái lớp màng ngoài đi. Đấy, lột sạch đi nhá. Đây, lột như thế này. Rồi mọi người lấy một cái... Đây là cái chai nhựa này, mình tận dụng chai nhựa này đi cho đỡ phí này. Cái chai nhựa này mọi người đổ vào đây một ít nước, rồi mọi người bỏ hành vào đây. Đấy, mình ươm cho nó khoảng một tuần. Khi nào nó ra rễ thì mình sẽ mang đi mình trồng. Đấy. Đây là cái phương pháp trồng hành lá mà nó rất là tốt. Đó. Mọi người sẽ làm hết cái đống hành này đi, xong rồi cho vào cái chai nhựa. Thì cách bảo quản nó thì mọi người có thể để ở cái môi trường mát ấy. Tức là dâm mát là được, nhiệt độ tầm khoảng từ 20 độ C trở xuống. Hoặc là mọi người có thể cho nó vào cái ngăn mát của tủ lạnh ấy để bảo quản như vậy. Nó sẽ ra mầm rất là tốt và nó không bị thối. Đó. Đấy là cái cách ươm của cái hành lá trước nhá. Thì bây giờ mình để đó rồi giờ mình đi trồng cái hành tím này. Đây nha mọi người, hành mình ươm được 10 ngày này. Thì sau khi ươm 10 ngày thì nó nhúm mầm lên thế này. Và nó đã ra rễ. Đấy, mọi người thấy nó ra rễ này. Đấy. Thì lúc này bây giờ mình mang đi trồng. Mọi người thấy ra rễ đều chưa? Đây, lấy hết ra đi. Đấy. Bắt đầu ra rễ như thế này thì bây giờ mình đem đi mình trồng nhá. Rồi, bắt đầu trồng luôn. Thì đơn giản thôi, cái này bây giờ mình cũng đem đi mình trồng. Cắm xuống là nó lên thôi. Mọi người càng lấy cái cụm hành này càng to này thế này thì sau này nó sẽ lên bụi càng lớn thôi. Này. Lưu ý với mình là mọi người trồng thì người trồng sâu xuống khoảng tầm 3-4 phân như thế này. Nghĩa là mọi người sẽ phủ hết cái củ phần màu trắng của nó đi. Thì cái cây hành sau này nó rất là tốt. Đó. Mọi người cứ trồng hết xuống đất cho mình. Thì đây là cái hành lá, hành tím hôm bữa mình trồng này. Hành tím trồng bây giờ được ăn rồi mà cái hành lá này bây giờ, hành trắng này bây giờ mới bỏ xuống trồng rồi mọi người. Đấy. Thì như cái vấn đề này, đấy, mọi người thấy không? Đây, thì mọi người cứ trồng lần lượt cho mình, nó kín chỗ này vào. Đây là cái hành tím hôm bữa mình trồng này mọi người. Đó, hành tím đấy. Và bên này thì mình đã cắt để mình ăn và đang nhú lên đây. Bên này lên rất là tốt, đẹp, mọi người thấy không? Thì ở video này mình làm luôn cái phép so sánh giữa cái hành tím và hành lá. Ở đây mọi người thấy là cái hành củ này mình trồng lên bây giờ là tốt như này rồi, mà cái hành lá này, hành trắng này bây giờ mới được trồng. Để mà thu hoạch cái hành trắng này này mọi người thì nó rơi vào tầm khoảng 45 ngày mới được thu hoạch. Còn cái hành tím này thì mọi người thấy mới có 10 ngày thôi mà tốt như này, tốt. Đã bắt đầu thu hoạch được rồi này. Tốt lắm này, mọi người nhìn thấy này, nó khoảng 40 phân rồi đấy. Lên 40 phân rồi đấy, chứ mọi người thấy nha.
Mình cấu cho một mọi người một đoạn xem ra ngoài nhá. Đây này. Đấy, mọi người thấy không? Đấy. Thấy chưa? Đấy, mà cái thành lá này bây giờ mới được đi tên bên trồng. Thì điều đó có nghĩa là nếu như mọi người ở nhà ấy mà muốn có cái hành để ăn luôn ấy, ăn ngay ấy, ăn nhanh nhá, thì mọi người lên trồng hành tím này. Chứ trồng cái hành lá này thật ra nói mà nó rất là lâu mọi người. Và mình cũng khuyên chân thành nhất với các bác là lên trồng cái hành tím này. Ăn cũng ngon lắm mà đỡ mất thời gian nhá. Đó, thì mọi người cứ trồng lần lượt hết vào như thế này cho mình. Tầm khoảng 20 ngày nữa là mọi người sẽ được thu hoạch đối với cái hành lá này. Còn cái hành tím này thì mọi người thu hoạch được rồi đấy nhá. Ok, như vậy là mình đã chia sẻ cho mọi người hai cái phương pháp trồng hành, đó là trồng hành lá và trồng hành tím. Thì hy vọng là mọi người sẽ có thể trồng được ở nhà và có những cái chậu hành đẹp để mọi người có thể sử dụng luôn ở nhà và không phải đi mua nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh, nhớ ủng hộ mình bằng cách là like và chia sẻ cái video này, nhớ đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.